Tối 20 tháng 5, tham mưu trưởng quân đội Iran đã ra lệnh mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi vào chiều 19 tháng 5. Cùng ngày, cơ quan bầu cử Iran đã xây dựng phương án tổ chức bầu cử Tổng thống và trình lên Hội đồng Giám hộ. Theo hãng thông tấn Mer, tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri đã ra lệnh mở cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Ami Abdullahian cùng một số quan chức cấp cao của Iran tại khu vực tỉnh Đông Azerbaijan, giáp biên giới Azerbaijan chiều 19 tháng 5. Chiếc trực thăng chở các quan chức hàng đầu của Iran bị rơi khi băng qua địa hình đồi núi trong sương mù dày đặc trong hành trình đến thành phố Tabriz của Iran sau lễ khánh thành đập Quds Kalasi ở biên giới Iran-Azerbaijan. Cùng với sắc lệnh, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran đã chỉ định một ủy ban điều tra cấp cao gồm một số chuyên gia và tướng lĩnh quân đội tiến hành tìm hiểu về sự thật đằng sau vụ tai nạn. Ngay trong đêm 20 tháng 5, ủy ban điều tra đã lên đường tới hiện trường vụ tai nạn để bắt đầu triển khai nhiệm vụ. Dự kiến kết quả điều tra sẽ được công bố ngay sau khi quá trình điều tra kết thúc. Cho đến nay, truyền thông và báo chí Iran đưa tin một cách thống nhất rằng sự cố xảy ra với chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi là do điều kiện thời tiết xấu. Liên quan đến tiến trình kiện toàn bộ máy chính quyền Iran sau sự ra đi của Tổng thống Raisi, cơ quan bầu cử Iran tối 20 tháng 5 cho biết đã trình phương án tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 28 tháng 6 lên Hội đồng Duy tôn Hiến pháp, còn được biết đến với tên gọi Hội đồng Giám hộ. Truyền thông Iran xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng ngày 19 tháng 5. Hiến pháp Iran có quy định nêu rõ những điều sẽ xảy ra trong trường hợp Tổng thống mất năng lực hoặc qua đời khi đang tại nhiệm. Theo Hiến pháp Iran, Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokber, 69 tuổi, sẽ tạm thời đảm nhận chức vụ Tổng thống để điều hành đất nước. Ông Mokber là một nhân vật chính trị dày dạn kinh nghiệm và có mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo tối cao Ali Khamenei. Trước khi được bổ nhiệm làm phó tổng thống, ông Mokber đã có 14 năm làm giám đốc CETAT, một tập đoàn kinh tế hùng mạnh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực từ thiện. CETAT được thành lập theo lệnh của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini, chịu trách nhiệm bán và quản lý tài sản bị bỏ không trong thời kỳ hỗn loạn sau cách mạng Hồi giáo năm 1979, phần lớn số tiền thu được dành cho mục đích từ thiện. Một hội đồng bao gồm ông Mokber, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bake Kalibaf và Bộ trưởng Tư pháp Gholam Hossein Mosinieihei được giao nhiệm vụ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 50 ngày. Ông Khamenei đã trấn an người dân Iran rằng các vấn đề nhà nước sẽ không bị gián đoạn. Ông Mohammad Mokber, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1955, là một nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc trong lĩnh vực chính trị và kinh tế của Iran. Ông đảm nhận vai trò tổng thống thứ nhất vào năm 2021. Tại Iran, chức vụ phó tổng thống thứ nhất là một vị trí được bổ nhiệm, chứ không phải do dân bầu. Phó tổng thống đảm nhiệm một số quyền hạn của thủ tướng sau khi chức thủ tướng bị bãi bỏ vào năm 1989. Iran có một số phó tổng thống được bổ nhiệm đồng thời và các phó tổng thống chủ yếu làm thành viên nội các. Người có vai trò quan trọng nhất trong số các phó tổng thống Iran là ông Mohammad Mokber. Năm 2010, Liên minh châu Âu đã đưa ông Mokber vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động tên lửa đạn đạo và hạt nhân. EU đưa ông Mokber khỏi danh sách này vào năm 2012. Năm 2013, Bộ Tài chính Mỹ đưa CETAT và 37 công ty nằm trong sự kiểm soát của cơ quan này vào danh sách các thực thể bị trừng phạt. Theo Reuters, ông Mokber là thành viên trong phái đoàn Iran đến thăm Moscow vào tháng 10 năm 2023 và đã đồng ý cung cấp tên lửa đất đối đất và UAV cho Nga. Phái đoàn khi đó còn có hai quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và một quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ali Bagheri Kani sẽ được bổ nhiệm làm quyền Ngoại trưởng Iran khi người tiền nhiệm Hossein Ami Abdullahian thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hôm 19 tháng 5. Chiều 20 tháng 5, hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết,
sau cái chết tử vì đạo của Hossein Ami Abdullahian, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, với sự chấp thuận của nội các. Ông Ali Bagheri Kani, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Kani là chính trị gia có quan điểm cứng rắn, đồng thời là người dẫn đầu các phái đoàn Iran tham dự các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ về các vấn đề hạt nhân và trao đổi tù nhân. Trước đó, ông cũng từng đảm nhận vai trò đàm phán trong các cuộc thảo luận hạt nhân giữa Iran và phương Tây dưới thời cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad từ năm 2007 đến năm 2013. Người phát ngôn của Hội đồng Giám hộ Iran, hội đồng gồm 12 thành viên chịu trách nhiệm giám sát các cuộc bầu cử và luật pháp, đã gọi cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi là một mất mát lớn đối với đất nước Iran. Tuy vậy, người phát ngôn Hadi Tahan Najib cũng cho rằng, trong khi Iran đang đau buồn vì sự ra đi của Tổng thống, bộ máy điều hành của nước này sẽ không bị đình trệ. Hiến pháp Iran quy định rằng, ba người đứng đầu các nhánh của chính phủ, bao gồm Phó Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội và người đứng đầu cơ quan tư pháp, phải sắp xếp một cuộc bầu cử và bầu cử ra một nhà lãnh đạo mới trong vòng 50 ngày, kể từ ngày quyền Tổng thống tạm nắm quyền. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã công bố 5 ngày quốc tang sau vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Ami Abdullahian và 7 người khác thiệt mạng. Trong một thông điệp do các cơ quan thông tấn nhà nước Iran đăng tải, ông Khamenei xác nhận Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Mohammad Mokber hiện đang quản lý cơ quan hành pháp. Ông ấy có nghĩa vụ phải sắp xếp với những người đứng đầu cơ quan lập pháp và tư pháp để bầu ra một tổng thống mới trong vòng tối đa 50 ngày, ông Khamenei cho biết. Ông Mokber, giống như ông Raisi, được coi là thân cận với lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, người có tiếng nói cuối cùng trong mọi vấn đề của nhà nước. Ông Mokber trở thành phó tổng thống thứ nhất vào năm 2021, khi ông Raisi được bầu làm tổng thống. Lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự đau xót trước tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Ami Abdullahian và 7 người khác thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở đông Azerbaijan ngày 19 tháng 5. Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 5, nội các của Tổng thống ca ngợi ông Raisi là một Tổng thống làm việc chăm chỉ và không mệt mỏi, người đã phục vụ người dân Iran để giúp thúc đẩy và phát triển đất nước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ, vô cùng đau buồn và sốc trước cái chết bi thảm của Tổng thống Ebrahim Raisi. Đóng góp của ông trong việc tăng cường mối quan hệ song phương Ấn Độ-Iran sẽ luôn được ghi nhớ. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình ông và người dân Iran. Ấn Độ sẽ sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này. Thủ tướng Iraq Mohammed Zia al-Sudani gửi lời chia buồn tới lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và chính phủ của ông trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và các quan chức Iran sau vụ thảm kịch đau đớn này. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, nước này sẽ tổ chức một ngày tang và treo cờ rủ như một biểu tượng thể hiện sự tôn trọng đối với Tổng thống Raisi và đội ngũ của ông, cũng như thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, ông bị sốc trước tin tức khủng khiếp về sự mất mát của Tổng thống Iran. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, một cái ôm chân thành từ Cộng hòa Bolivar Venezuela, ông Maduro viết trong bài đăng trên mạng xã hội. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Mohammed bin Zayed Al Nahyan cho biết, UAE sẽ đoàn kết cùng Iran vượt qua thời điểm khó khăn này, đồng thời gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình những người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ngoại trưởng Liban Najib Mikati cho biết, Liban đã công bố 3 ngày để tang trước cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Các nhóm chiến binh Hamas, Houthi và Hezbollah được Iran hậu thuẫn gửi lời chia buồn tới Tehran về cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Iran và giới lãnh đạo Iran. Người dân Iran sẽ tiếp tục có những nhà lãnh đạo trung thành với người dân của họ, Mohammed Ali al-Houthi, một lãnh đạo cấp cao của phong trào Houthi nói. Hezbollah có trụ sở tại Liban, một trong những lực lượng bán quân sự ở Trung Đông, được cho là đối tác phi nhà nước mạnh mẽ nhất của Iran. Lãnh đạo chính trị của lực lượng Houthi
ông Mahdi al-Massad đã gửi lời chia buồn tới Iran sau cái chết của Tổng thống Raisi. Theo CNN, lực lượng Hamas đã gửi lời chia buồn, sự cảm thông sâu sắc và tình đoàn kết tới nhà lãnh đạo tối cao, chính phủ và người dân Iran. Chúng tôi tin tưởng rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ có thể trải qua sự mất mát to lớn này vì người dân Iran có khả năng đối phó với tình huống nghiêm trọng như thế này, lực lượng Hamas cho hay.